Hello, Chloe trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến với thế giới game của một game mobile đầy sinh động và huyền bí nhé. À, đừng quên like và subscribe để tạo động lực tinh thần cho tụi mình nhé. À, mày cũng đừng quên follow TikTok của mình ở dưới phần mô tả luôn nhé. Hôm nay, ta sẽ khởi động một video về Genshin Impact, một game hot phải không nào? Vừa rồi thì các mảnh ghép cốt truyện cuối cùng của Scaramouche đã được hoàn thiện. Vậy nên anh em đã yêu cầu tụi tôi làm một cốt truyện cho anh em hóng. Tụi tôi đã làm rồi đó. Mọi bình luận của anh em, tụi tôi đều đọc qua hết và không bỏ sót một cái nào đâu nha. Giờ thì vào video thôi. Genshin Impact, truyền thuyết kỳ lạ về Scaramouche. Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với mod game mobile. Vậy là ở Genshin Impact, chúng ta đã đi đến những ngày cuối cùng của phiên bản 2.8. Gần một năm vừa qua, ta gần như đã khám phá được rất nhiều bí mật của vùng đất lôi thần Inazuma. Cũng từ đó, chúng ta đã được gặp lại Scaramouche kể từ sau lần xuất hiện đầy bất ngờ ở phiên bản 1.3. Có lẽ nhiều người lúc này đây vẫn đang rất tò mò về quá khứ, con người và những toan tính của nhân vật này. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Hãy cùng Mod Game tìm hiểu những thông tin thú vị về cốt truyện nhân vật Scaramouche thôi nào! Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, chúng ta đã khám phá, trải nghiệm qua khá nhiều cốt truyện cũng như các chi tiết khác nhau tại Inazuma. Mỗi chi tiết, mỗi cutscene hay các câu đố khác nhau lại bật mí cho ta một vài chi tiết mà khi ghép lại có thể tạo nên một câu chuyện hoàn chỉnh. Mod Game đã tổng hợp các thông tin từ mạch truyện chính, từ voice line các nhân vật và bộ thánh di vật giấc mộng phù hoa để cho ra một cốt truyện đầy đủ nhất đem đến cho các bạn. Đầu tiên, chúng ta hãy quay về thời điểm khoảng 5 năm trước, khi mà lôi thần đang có tư tưởng sai lệch về vĩnh hằng và muốn giam mình vào trong nhất tâm tịnh thổ để bảo vệ sự vĩnh hằng ấy. Lúc này đây, để có thể hoàn thành trách nhiệm của một vị thần, A đã quyết định tạo ra một con rối chiến binh có khả năng giúp mình cai trị đất nước. Đó chính là lúc mà con rối robot thử nghiệm mang tên Baladir hay Scaramouche ra đời. Ngoài việc mang sức mạnh đủ để bảo vệ Inazuma, đây còn là vỏ bọc hoàn hảo để lôi thần bảo vệ Gnosis của mình. Tuy nhiên, con rối này không phải là một phiên bản hoàn chỉnh. A phát hiện ra rằng Scaramouche thường xuyên khóc trong giấc mơ. Cô cho rằng con rối này quá yếu đuối và không đủ khả năng để lãnh đạo lôi quốc Inazuma. Chính vì vậy, A đã thẳng thừng bỏ qua thử nghiệm này, lấy Gnosis ra khỏi Scaramouche nhưng không tiêu hủy cậu. Một thời gian sau, lôi thần đã tạo ra một phiên bản con rối hoàn chỉnh hơn, chính là Raiden Shogun của hiện tại. Đây là một phiên bản thậm chí không cần đến Gnosis bên trong, khác hẳn với Scaramouche. Sau đó, A đã giao lại Gnosis cho Yemiko và tự mình đi vào trong nhất tâm tịnh thổ để theo đuổi vĩnh hằng của riêng mình, để lại Raiden Shogun cai quản lôi quốc Inazuma. Một thời gian sau, không đề cập cụ thể là khoảng bao nhiêu năm, lúc này người dân ở đảo Tarasuna đã phát hiện ra Scaramouche. Vậy là sau một khoảng thời gian rất dài, con rối bị lỗi của lôi thần đã thức tỉnh. Những tưởng rằng môi chề sẽ ngay lập tức đi tìm lôi thần để trả thù, nhưng không. Cậu ta tự định danh mình là gì đó, nhưng thậm chí không thể nhớ nổi mình là gì, mình sinh ra từ đâu và mục đích tồn tại của bản thân. Người dân ở đó lại càng không biết được danh tính của kẻ người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, mà thần cũng chẳng ra thần này. Thế nhưng họ chẳng dám làm gì Scaramouche bởi chiếc huy hiệu vàng chói lóa trên ngực anh cũng mang dáng vẻ tương tự với logo của lôi thần. Tất cả đều kinh sợ, không dám hại cũng không biết giúp gì. Họ chỉ có thể chỉ lối cho anh đến với đền Narukami, nơi thuộc quyền quản lý của pháp sư Yemiko, với mong muốn tìm kiếm sự giúp đỡ cho chính mình, cũng là cho những người dân Tarasuna đang bị dịch bệnh đến từ họa thần hành hạ. Scaramouche đã gặp được Ye và được cô đồng ý giúp đỡ. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà kế hoạch cứu giúp người dân ở Tarasuna đã bị ngưng lại. Cũng trong khoảng thời gian này, Scaramouche đã gặp được những pha tui đầu tiên. Cậu nhận được lời mời rời khỏi Inazuma đến bằng quốc Snesna. Có lẽ giữa Scaramouche và nữ hoàng băng giá Sarissa có chung suy nghĩ, chung mục đích và lý tưởng, nên cậu chính thức trở thành quan chức chính thứ 6 của pha tui. Trong khoảng thời gian chu du khắp nơi, cậu tự đặt tên cho mình là Kunikuzushi. Thế nhưng pha tui đã ban cho cậu một cái tên khác, chính là Scaramouche mà chúng ta được biết đến ngày nay. Cái tên Baladir chỉ xuất hiện ở phiên bản voice tiếng Anh
có lẽ chính là cái tên mà Y đã đặt cho con rối mà mình sinh ra từ đầu. Quay trở lại với thời điểm hiện tại, chúng ta biết tới Scaramouche như một quan chấp hành của Fatui với tính cách tàn bạo và độc ác. Trong một chuyến đi nghiên cứu về thiên thạch rơi ở Mondstadt, thời điểm này trùng với khi diễn ra sự kiện ngôi sao trở về tại phiên bản 1.3, Skara đã chính thức gặp mặt nhà lữ hành. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với nhân vật này. Chỉ mới gặp mặt nhưng với sức mạnh và linh cảm của thần, Scaramouche đã ngay lập tức nhận ra nhà lữ hành chính là một mối nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng vô cùng lớn đến kế hoạch của Fatui, băng thần và chính mình. Do đó, Skara đã ngay lập tức có ý muốn giết nhà lữ hành. Rất may, Mona đã nhận ra điều đó và nhanh chóng đưa cả nhóm trốn đi. Đó chính là lúc Scaramouche để lại ấn tượng sâu sắc cho độc giả đến tận bây giờ. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện, anh chàng môi chề đã có một sức hút không thể bàn cãi khi trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng người chơi Genshin Impact. Các game thủ không ngừng mong chờ những thông tin mới nhất về Scaramouche. Một khoảng thời gian sau, cậu ta quay trở lại phiên bản 2.1, làm thỏa mãn niềm mong mỏi của các game thủ suốt bấy lâu. Đó là thời điểm sau khi Scaramouche hoàn thành xong nhiệm vụ nghiên cứu trước đó và theo lệnh nữ hoàng đi đến Inazuma. Tại đây, Senyura đã đưa cho Scaramouche một quả cầu thủy tinh bí ẩn. Đó có thể là lý do mà chúng ta bắt gặp cậu ta bên trong nhà máy chế tạo Delusion. Ngay sau khi lấy được Narcissus, Scaramouche đã phản bội Fatui. Đến nỗi Jill phải đến tận Inazuma để thu hồi lại Narcissus lôi ấy nhưng đã bất thành. Vậy mối liên hệ giữa Narcissus và Scaramouche là gì? Tại sao hắn lại phải bất chấp cả việc phản bội Fatui để lấy được thứ đó? Theo bộ thánh di vật giấc mộng phù hoa, Scaramouche xem Narcissus như là trái tim của mình và cũng như mọi người, hắn chỉ có thể cảm giác thực sự khi có trái tim trong người. Nhớ khi trước, lý do mà A đã vứt bỏ Scaramouche là do cậu thường xuyên khóc trong những giấc mơ. Do đó, Scaramouche khi có Narcissus lôi trong tay, rất có thể sẽ tự đưa nó trở vào cơ thể của mình, đúng như thiết kế ban đầu của A. Liệu rằng điều gì sẽ xảy ra nếu Scaramouche thành công? Điều đó cũng đã được tiết lộ thông qua bộ thánh di vật giấc mộng phù hoa. Theo đó, Scaramouche đã đặt Narcissus làm trái tim của mình thành công. Nhưng kết quả mà cậu nhận được không như ý muốn hoặc hy vọng của cậu. Narcissus không ẩn chứa bất cứ phép lành nào, mà chỉ có một sự hy sinh chứa đầy sự ích kỷ, đạo đức giả, sự gian xảo và những lời nguyền rủa được bọc trong một lớp vỏ xinh đẹp. Rất có thể, khi đã hiểu rõ tác dụng của Narcissus, Scaramouche sẽ gỡ bỏ nó ra khỏi cơ thể và đem trả lại cho Fatui và Jill. Rất khó để có thể biết được những dự định trong tương lai của Scaramouche. Ở phần cuối cùng của bộ giấc mộng phù hoa có một đoạn như sau. Ngươi đã đoạt được trái tim mà ngươi hằng mong ước, nhưng đó chỉ là công cụ cho sự dối trá và lừa lọc đơn thuần. Giờ đây, ngươi cuối cùng cũng đã đạt được những thứ thuộc về ngươi, và cơ thể lừa dối này cuối cùng cũng sẽ đạt được sức mạnh vượt trên thế giới này. Có lẽ sau khi có được Narcissus, Scaramouche đã nhận ra những gì mà trước giờ mình hằng theo đuổi đã không còn đúng nữa. Nhờ có Narcissus, Scaramouche có thể khám phá ra những bí ẩn đáng sợ nhất về thế giới này, về lục địa Teyvat và những vì sao giả dối trên trời. Giờ đây, Scaramouche đã bắt đầu một hành trình mới, theo đuổi nguồn sức mạnh mới với tham vọng có được năng lực thao túng cả thế giới này. Liệu rằng các vị thần trên Celestia đang ẩn giấu những bí mật gì? Bảy chiếc Narcissus cung cấp sức mạnh lớn lao đến đâu? Và tại sao băng thần Sarista phải thu thập chúng? Có lẽ chúng ta sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian khá dài để có thể giải đáp những thắc mắc trên. Đó là tất cả những gì mà nhà mọt chúng tôi đã tìm hiểu được thông qua các chi tiết trong game cho đến thời điểm hiện tại. Mọi thông tin vẫn còn quá hạn chế để chúng ta có thể hiểu cặn kẽ về nhân vật đầy bí ẩn này. Scaramouche tuy đã xuất hiện từ 1.3 cho đến tận bây giờ, nhưng ta vẫn chưa thể giải đáp hết những thắc mắc xoay quanh hắn. Tuy nhiên, với những thông tin leak về việc Scaramouche sẽ playable vào phiên bản 3.2 hoặc 3.3, có lẽ những bí mật ấy sẽ sớm được vén màn. Hiện nay mới chỉ có các thông tin leak rất đơn giản. Có vẻ như nhà phát hành đang muốn xây dựng một con đường để Scaramouche có thể ra mắt với một cái tên hoàn toàn mới, Wanderer. Ta có thể không còn nhìn thấy hình ảnh Scaramouche, Wanderer như hiện tại nữa, bởi trang phục của nhân vật sẽ được thay đổi hoàn toàn. Đặc biệt hơn, khác với tưởng tượng của đa số game thủ, vị quan chấp hành này lại sử dụng pháp khí,
và mang hệ phong chứ không phải hệ lôi như đã được dự đoán trước đó. Ngoài ra, Scudamore Wanderer sẽ có lối đánh cận chiến khá giống với Hazel, nhân vật DPS 4 sao pháp khí hệ phong vừa được ra mắt. Một số thông tin về gameplay và kỹ năng của Scudamore Wanderer cũng đã được tiết lộ. Cụ thể, anh chàng sở hữu kỹ năng nguyên tố có thời gian hồi chiêu là 9 giây, kỹ năng nổ có thời gian hồi chiêu là 15 giây và tiêu tốn 60 điểm năng lượng nguyên tố. Có thể thấy rằng nhân vật này có một rotation khá giống Hazel, tuy nhiên sẽ có thể đứng sân nhiều hơn thay vì chỉ swap và đấm như Hazel của hiện tại. Trên đây là tổng hợp của mọt game về cốt truyện của nhân vật Scaramouche. Hiện nay mọi thông tin vẫn còn khá giới hạn. Chúng ta có lẽ phải chờ đến khi Thảo Quốc Sumeru ra mắt để có thể vén màn nhiều bí mật xung quanh nhân vật này. Hãy bấm like và subscribe để theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất đến với các bạn. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé!